Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 24 tháng 8, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Tham gia đoàn cán bộ tỉnh có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Lê Quang Hòa, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tập phần mộ của các liệt sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Trên tuyến đường Trường Sơn còn được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, nghĩa trang được xây dựng tại khu vực bến tắt cạnh quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khoảng 28 km về phía Tây Bắc. Nghĩa trang có diện tích 140.000 m². Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong khuôn viên nghĩa trang có riêng khu mộ các liệt sĩ tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương, trong đó tỉnh Hưng Yên có 332 liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 nằm bên cạnh quốc lộ 9, đường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm thành phố Đông Hà khoảng 6 km về phía Tây. Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 tiền thân là nghĩa trang liệt sĩ thị xã Đông Hà, xây dựng từ năm 1983 đến 1984, nằm trên một vùng đồi quay mặt ra hướng quốc lộ 9. Đây là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, hiện có 133 liệt sĩ người Hưng Yên. Thắp nén hương thơm lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và từng phần mộ liệt sĩ là người con quê hương Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và các thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh bày tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đời đời ghi nhớ công ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập của Tổ quốc. Các thế hệ đi sau nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn cán bộ tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành Cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Thành Cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 8, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc là mảnh đất hứng chịu nhiều bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với gần 43.000 quả bom các loại, hơn 4.000 liệt sĩ trong cả nước đã nằm xuống mảnh đất thiêng liêng này. Trong đó có sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24 tháng 7 năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ lúc tuổi đời còn rất trẻ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh dâng hương, dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Đoàn công tác của tỉnh kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện tiếp bước phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.